Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Thời Sự. Sau đây là nội dung chi tiết. Hình ảnh hiếm hoi của bố mẹ Hoài Linh từ Mỹ về thăm nhà thờ tổ 100 tỷ. Ít người biết rằng, để có được cuộc sống như ngày hôm nay, bố mẹ nghệ sĩ Hoài Linh từng khổ cực như thế nào. Mới đây trên trang cá nhân của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ, hình ảnh bố mẹ anh và hai chị ruột đến nhà thờ tổ của người anh trai là danh hài Hoài Linh nhận được nhiều chia sẻ từ cộng đồng mạng. Đây là một trong những lần hiếm hoi bố mẹ nam danh hài từ Mỹ về thăm các con ở Việt Nam. Bố mẹ Hoài Linh sống ở Mỹ đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Trong lễ khánh thành nhà thờ tổ nghề do Hoài Linh xây dựng, ông bà cũng có dịp về tham quan. Năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bố mẹ, cả 6 anh chị em trong gia đình nam danh hài cùng trở về và tề tựu bên những người thân của mình. Hoài Linh cùng các anh chị em như Dương Triệu Vũ, Phương Trang đều mặc trang phục áo dài truyền thống. Bố mẹ danh hài không xuất hiện nhiều trước truyền thông, chủ yếu chỉ có mặt ở những dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới, khánh thành nhà thờ tổ. Không chỉ có sức khỏe, mẹ của nam danh hài Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ còn có niềm đam mê ca hát. Bà là người truyền cảm hứng cho các con theo đuổi đam mê nghệ thuật. Bố mẹ của nam danh hài rất ủng hộ con cái. Khi biết con xây nhà thờ tổ nghiệp mất nhiều chi phí, lên tới cả 100 tỷ đồng, bà vẫn hết lòng cổ vũ con. Trong lúc xây nhà thờ tổ, bà còn xuống cho tiền thợ để họ thêm tinh thần làm việc. Ít người biết rằng, để có được cuộc sống như ngày hôm nay, bố mẹ nghệ sĩ Hoài Linh từng khổ cực như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn, bà bộc bạch trong quá khứ có thời gian phải một mình nuôi 5 đứa con với hai mẹ già. Có thời điểm bà phải ở chuồng heo mà người ta mới xây xong chưa kịp nuôi heo và làm rất nhiều công việc để lo cho kinh tế. Cùng trải qua nhiều khó khăn với nhau nên bố mẹ Hoài Linh rất yêu thương nhau, chưa từng cãi vã suốt hơn 50 năm chung sống. Theo lời kể của nam ca sĩ, bố mẹ anh không rời nhau một giây phút. Người này về Mỹ mà người kia ở lại thì sẽ có người bệnh. Người này đi chơi mà không có người kia thì sẽ nhớ ra giết chỉ muốn về, em út Dương Triệu Vũ kể. Bố mình cũng khá dữ dội khi nhất quyết không cho mẹ học lái xe, dù 20 mấy năm bên Mỹ, để đi đâu cũng phải đi chung với nhau, đi làm cũng làm chung chỗ, ghen gì mà ghen dữ vậy trời, Dương Triệu Vũ chia sẻ. Bố mẹ anh quê ở Đại Lộc, Quảng Nam, kỷ niệm đầu tiên của hai người gắn liền với một con sông trên địa phận tỉnh này. Khi về già, hai người trở lại nơi từng gặp và đem lòng yêu thương nhau. Ngoài ra, Dương Triệu Vũ còn chia sẻ mẹ anh dù đã 80 tuổi nhưng vẫn có thể leo núi vượt sông. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tin Thời Sự để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.